chất nhất bao ngày qua. Vì thế trong tay anh xin hứa một lời rằng anh yêu em, anh yêu mãi muôn đời. Ngàn năm trôi qua mau, tình yêu mãi tuyệt vời. Dòng sóng kia êm trôi như khúc ca tình ta. Dù mãi nơi phương xa, anh yêu mãi một người. Tình anh ơi bao la, xanh như mắt em rạng ngời. Tình anh thắm nồng, tình như giấc mộng. Từ trong cõi lòng, bao ngày chờ mong. Ngàn năm vẫn chờ, tình không bến bờ. Tình như lý tờ. Người ơi, người ơi, người ơi. Hải xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả YoTV, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Hôm nay Lý Hải đang có mặt tại cái buổi họp báo ra mắt, chuẩn bị thực hiện cái bộ phim là Lật Mặt phần 3 của Lý Hải. Và tất cả mọi thứ đã chuẩn bị hết, tất cả các anh em diễn viên cũng như khách mời đã có mặt hết. Khi các bạn nghe đến Lật Mặt thì nhiều người cứ nghĩ là Lật Mặt 1, Lật Mặt 2, Lật Mặt 3 thì sẽ là nội dung tiếp theo của phần trước. Nhưng Lý Hải cũng xin bật mí là tại Lý Hải muốn tạo một cái thương hiệu riêng, giống như hồi xưa là Lý Hải đã từng tạo ra một thương hiệu là Trọn Đời Bên Em. Thì Lật Mặt thì cũng chỉ là một cái tên series phim điện ảnh của Lý Hải Robertson thôi. Thật ra Lật Mặt 1 là một nội dung khác hoàn toàn, và Lật Mặt 2 thì nội dung khác hoàn toàn, và Lật Mặt 3 cũng khác hết. Và trong mỗi một bộ phim nó có một cái tựa đề, ví dụ Lật Mặt 2 thì nó có tựa đề là phim trường, là nói về cái nội dung phim trường. Và Lật Mặt 3 đó là Ba Chàng Khuyết, là một nội dung khác hoàn toàn, nói về gia đình. 18 tháng 5 Lý Hải sẽ trình chiếu trên toàn quốc. Hy vọng rằng bộ phim sẽ làm hài lòng tất cả quý vị khán giả thưởng thức. Xin cảm ơn. Minh Hà xin chào khán giả của YoTV. Hôm nay Hà đang ở buổi họp báo của phim Lật Mặt 3. Thực ra đây là một cái buổi ra mắt các diễn viên trong đoàn phim này. Hà hy vọng là các bạn sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ Lý Hải, Minh Hà trong dự án phim Lật Mặt 3 lần này. Đối với Hà và anh Hải thì mình luôn cố gắng hết sức để làm ra một sản phẩm, làm sao để mà khán giả khi mà đi ra coi phim của mình thì sẽ không thất vọng và sẽ không bao giờ cảm thấy là tiếc tiền vé mà để đi coi phim của Lý Hải. Xin chào các bạn. Khi mà được anh Lý Hải gửi lời mời là chọn vào một cái vai trong ba nhân vật, một trong ba nhân vật chính, thì luôn cảm thấy rất là thích và thú vị. Và đặc biệt là trước đây đã từng xem hai Lật Mặt của anh Lý Hải thì cảm thấy đều là những cái dự án rất là chỉnh chu về mặt hình ảnh cũng như về kịch bản, cho nên luôn cảm thấy đây là một cơ hội cũng như là một cái bộ phim mình nên phải tham gia. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ cho Lật Mặt 3. Xin chào khán giả YoTV. Thật ra thì anh Lý Hải là một ca sĩ mà tất cả chúng ta đã biết được từ rất là lâu, không riêng gì khi xem những bộ phim của anh Lý Hải. Đặc biệt thì Huy Khánh rất là nể phục cái tài đạo diễn của anh, bởi vì đây không phải là công việc chính mà là nghề chính. Anh là một ca sĩ, nhưng mà khi Huy Khánh được xem Lật Mặt 1 và Lật Mặt 2, đặc biệt là Lật Mặt 2, thì Huy Khánh thấy tay nghề của anh Hải càng lúc càng cao hơn và cứng hơn. Thì sau khi xem cái bộ phim Lật Mặt 2 thì Huy Khánh có chủ động gọi điện thoại cho anh Lý Hải và nói là chúc mừng anh, với cương vị là đạo diễn và bộ phim này thì anh rất là thành công, và Huy Khánh cũng rất là mong muốn nếu như sau này anh có làm Lật Mặt 3 thì Huy Khánh sẽ được cơ hội hợp tác với anh. Và cuối cùng thì cái điều đó đã thành hiện thực. Và một lần nữa thì Huy Khánh xin cảm ơn quý vị khán giả của YoTV đã theo dõi chương trình và ủng hộ cho Huy Khánh cũng như tất cả các diễn viên khác, và cũng như là bộ phim Lật Mặt 3 của anh Lý Hải. Đối với anh Lý Hải là một người anh ở trong nghề rất lâu rồi, và hôm nay cũng rất muốn cộng tác với anh mà chưa có cơ hội. Lần này được cơ hội, được anh Lý Hải cho cơ hội, cho nên rất là vui. Phim Lật Mặt 3 này sẽ là một siêu phẩm à, nói siêu phẩm đi. Xin kêu gọi các bạn hãy đến ủng hộ phim Việt Nam cũng như là phim Lật Mặt 3 của Lý Hải.
Xin chào. Chờ nhắc lại với tất cả quý vị về những con số rất ấn tượng này. Đầu tiên đó là 12 tỷ đồng thu về sau 3 ngày công chiếu đầu tiên. Và 10 tỷ đồng đó là tổng mức đầu tư khi mà thu về tổng thu nhập lên đến là 70 tỷ đồng. Một con số rất ấn tượng đúng không nào? Và sau khi phim được phát trên YouTube và ngay tuần đầu tiên thì phim đã được 7,6 triệu lượt view và đến thời điểm hiện nay đó là 34,3 triệu lượt view. Các bạn hãy chúng ta đang ngày một tầng lớn nữa, theo những điều này đúng không ạ? Những con số rất ấn tượng và rất là vinh dự khi mà phim đã được danh hiệu là phim Việt phổ biến nhất trên Internet. Và tiếp nối những thành công của Lật Mặt 1 thì chúng ta sẽ đón nhận Lật Mặt 2 với rất là nhiều thành công và vượt bậc hơn so với Lật Mặt 1 nữa, bởi vì nó đã phá kỷ lục của mình với 15 tỷ doanh thu trong 3 ngày công chiếu đầu tiên, đúng không ạ? Và tổng chi phí đầu tư là lên đến là 15 tỷ đồng. Lật Mặt là một trong hai đại diện phim Việt Nam tham dự hội chợ phim Việt tại Úc vào năm 2016. Và năm đó thì đạo diễn Lý Hải của chúng ta cũng giành được danh hiệu đó là The Best Asia Director. Một tràng vỗ tay lớn cho công ty của đại diện. Trong cái khoảng thời gian mà gần 25 năm ca hát thì lại luôn luôn ấp ủ ước mơ là một ngày nào đó mình sẽ làm một cái điều gì đó, đó là làm phim là giống như mình đã từng học ở trường. Và trải qua một thời gian dài, Lê Lai cũng vừa làm ca sĩ vừa thực hiện những clip mà mang tính chất nội dung nó giống như là phim điện ảnh, đó là Chọn Đời Bên Em. Thì trong thời gian đó Lê Hải cũng phải tự mày mò hỏi nhiều để đó là một bước điểm để Hải chuyển sang từ những ước mơ mình đó là làm điện ảnh sau này. Đối với nhà là mình là nhà sản xuất, mình phải đặt tính cách là khán giả, mình phải thích để thì người ta mới thích được. Mình không có đặt theo là nhiều khi đạo diễn là thấy thích kiểu nghệ thuật hoặc thích làm cái gì đó nó cao xa vời đó. Là có nghĩa là mình đi ra ngoài về đường mình ở chứ gì? Trong một năm vừa qua là Hải là tiến bộ vượt bậc, là viết được 6 kịch bản, nhưng mà cuối cùng là sẽ chọn một kịch bản ra để làm phim Lật Mặt 3. Và cái kịch bản này nó đặc biệt ở một cái chỗ là các kịch bản ngoài Lật Mặt 1, Lật Mặt 2 với là kịch bản Bí Mật Lật Mặt 1 của Hà. Đọc đầu tiên thì Hà có rất là nhiều chỗ Hà mất, nhưng mà đối với lại cái Lật Mặt 3 không phải là Hà khen ông xã, nhưng mà rõ ràng là khi mà Hà đọc kịch bản thì Hà kịch bản rất gần 100 trang thì Hà đã đọc trong một đêm là xong hết luôn. Tại vì khi mà Hà đọc, Hà cảm thấy quá, nó quá thu hút đi, mình không thể dừng lại và mình cứ muốn đọc để xem câu chuyện nó xảy ra như thế nào, và nó bất ngờ liên tục. Và cộng thêm một cái là khi mà Hà đọc là Hà buồn cười và Hà rất rất mất. Hà thật sự là khi Hà đọc kịch bản là cuối cùng Hà đã khóc rất là nhiều. Thì bọn phải thuyết phục anh Hải phải làm cái kịch bản này. Khi mà Lê Hải nghĩ ra một cái idea nào đó thì Lê Hải tập trung vào câu chuyện. Và Lê Hải muốn tưởng tượng ra là tôi đang kể một câu chuyện nào đó cho tất cả quý vị khán giả nghe, và tôi tập trung làm sao kể cái câu chuyện dễ hiểu, dễ nghe và ai cũng cảm thông được cái câu chuyện tôi muốn truyền tải đến một cái thông điệp nào đó. Thì Lê Hải tập trung vào câu chuyện là chẳng, chứ Lê Hải không tập trung vào nhân vật Donnie đóng dài hoặc là ai sẽ đóng cái nhân vật đó. Lý do mà tại sao mà Lý Hải biết mà không có Lý Hải đóng thì này, nếu như mà Lý Hải muốn viết về một nhân vật đó và để Lý Hải tham gia được thì Lý Hải sẽ tập trung viết một cái nhân vật nào đó để Lý Hải có thể đóng được. Nhưng mà khi mà viết xong một cái kịch bản này, Lý Hải đọc đi đọc lại là cảm thấy là hình như là mình không có hợp vai cho mấy. Đó là lý do mà Lý Hải phải casting toàn bộ diễn viên mới. Yeah. So first, you know, obviously she's quite pretty, but as you know, in Vietnam, in Thailand, there are many, many pretty faces, right? So, you know, I mean, so I think what stands out about her to me is not just the fact that she's pretty, but she's actually quite talented.
Because I also found that she's also a model, acting, and even a singer as well. So I think because of the fact that she has so many talents, besides being good looking, I think that that makes her very interesting for us. And, help me to sign her. Chia sẻ của ông tại là như thế này thưa quý vị, đó là ở Thái Lan thì có rất là nhiều diễn viên cũng như là ca sĩ rất đẹp, rất xinh đẹp, nhưng mà riêng cô nàng ca sĩ diễn viên Nene của chúng ta thì không chỉ xinh đẹp mà cô ấy còn có rất là đa tài, như là ca múa nhảy nè, rồi diễn xuất nữa, cho nên là anh ấy rất là muốn kết hợp cùng với cô ấy, hợp tác cùng với cô ấy. Nhưng mà điều đặc biệt nữa đó là tại thị trường Việt Nam thì cô ấy cũng được lòng rất là nhiều fan hâm mộ từ Việt Nam, vì thế mà anh ấy đã quyết định là đưa cô ấy đến dự dự án tại Việt Nam ạ. Thật ra thì anh Hải chú ý sau nhà hàng chú trước này rất là thích gái đẹp cho nên là thấy là nhớ liền. Với lại cái cô bé này á, thì lúc mà khi Hà biết á, thì Hà chỉ mới chú ý là cô xinh đẹp thôi, và Hà cũng biết là cô biết hát, nhưng mà Hà không có biết là diễn xuất của cô như thế nào. Thì Hà mới gửi với lại bác ô đó là bây giờ làm sao, tại vì cô bé này đang ở Thái Lan, thì làm sao cô bé có muốn tham gia vào cast trong cái vai này không. Và Hà cũng có nói sơ về cái vai diễn này, tại vì cái vai này thì cái vai là rất là khó. Thì bắt đầu bác ô nói là ok, nhưng mà bây giờ bé này không biết nói được tiếng Việt. Anh nói ok, bây giờ chỉ cần là cast diễn xuất, tại vì cái diễn xuất là cái quan trọng nhất. Trong phim điện ảnh thì thật ra là mình đôi khi có những cảnh mình không cần phải nói gì, mà mình diễn bằng ánh mắt của mình và bằng cái diễn xuất của mình có thể thuyết phục người khác. Khi mà chọn Nene thì không hề sẽ nghĩ đến là bạn ấy sẽ như thế nào, nhưng mà khi mà coi cái diễn xuất của bạn đó thì bạn nó vô cùng hợp, cái ngoại hình và diễn xuất vô cùng hợp với cái cô bé ở trong cái kịch bản này. The most difficult thing during this project is the Vietnamese language. For me, yes, because it's not a language that I speak every day like English or Thai. So it's like I have to start at the beginning like a child, and it's hard to combine the emotional with the script. Cái việc khó nhất trong cái dự án này thì chính là ngôn ngữ. Tiếng Việt không phải là cái ngôn ngữ mà Nene nói hàng ngày, như là tiếng Anh hay là tiếng Thái. Vì thế khi mà Nene học tiếng Việt để dùng cho kịch bản này thì gần như Nene sẽ phải học thuộc lòng. Và chính vì điều đó nên là sẽ rất là khó có thể thể hiện được cái cảm xúc trong cái kịch bản. Bình thường nếu mà Nene diễn bằng tiếng Thái thì thực sự bạn ấy diễn rất là cảm xúc, nhưng mà khi mà chuyển sang tiếng Việt thì đó là cái thử thách rất là lớn đối với bạn ý, là bạn ý phải vừa thể hiện cảm xúc trước và sau đó là khớp với cái lời thoại sau. Đó là cái điều khó nhất trong cái dự án này đối với Nene. Một tay lớn cho sự cố gắng của Nene cũng như là tất cả ekip và đoàn phim ạ. Làm sao mà tôi đạt chất lượng của bộ phim khi mọi người bỏ vé, bỏ tiền ra mua vé, mọi người đi về cảm thấy hài lòng khi xứng đáng bỏ ra 100.000 xem phim, và đặc biệt là người ta không thấy tiếng 2 tiếng đồng hồ ngồi trong rạp. Đó là quan trọng nhất. Và cái quan trọng thứ hai là khi Lý Hải bỏ ra 10 tỷ phải thu lại 10 tỷ. Khi mà Huy Khánh được xem Lật Mặt 1 và Lật Mặt 2, đặc biệt là không biết đó là cơ duyên hay không, bởi vì những phim của anh Lý Hải là Huy Khánh đều coi rất là trọn vẹn. Một số những cái phim khác của Việt Nam làm thì Khánh vì những lý do khách quan khác mà không xem được. Và khi xem được tới Lật Mặt 2 của anh Lý Hải thì Huy Khánh rất là bất ngờ. Huy Khánh rất là vui, bởi vì thật sự trong cái Lật Mặt 2 Khánh cũng có cái cơ hội được anh Hải mời, nhưng vì lúc đó đang quá nhiều phim truyền hình cho nên không tham gia được. Và khi mà thấy phim ra rạp là mình phải vội vàng đi xem để ủng hộ phim và coi về cái bộ phim mà mình méo được đóng nó như thế nào. Thì khi mà xem xong, vừa xem xong là Huy Khánh gọi lại cho anh Lý Hải ngay và nói là chúc mừng anh. Bởi vì thứ nhất là phim rất là tốt, thứ hai là cái vai trò đạo diễn của anh càng ngày càng lên tay. Và Huy Khánh cũng rất là hy vọng nếu sau này anh có tiếp tục làm những cái bộ phim tiếp theo thì Huy Khánh có cho Huy Khánh xin cơ hội được làm việc với anh để bù lại cái lần đã mất vừa rồi. Thì lần này thật sự rất là may mắn Huy Khánh đã thực hiện được cái giấc mơ của mình. Wow. Và ngày hôm nay được ngồi cạnh anh Lý Hải là lần đầu tiên trong đời luôn, bởi vì anh Lý Hải rất là trẻ. Thứ nhất là khi mà
Phim Anh Chị 18 vừa thành công xong rồi cũng nhiều người hỏi em với một câu hỏi đó thì em cũng đã trả lời cũng hẳn luôn là em không có sợ. Tại vì em không sợ hình ảnh của mình xuống hay là bị sao đó. Em chỉ sợ là em không có khả năng làm nghề nữa thôi. Cái phim Anh Chị 18 thì nó giống như một cơn bão vậy đó. Thì cơn bão thì đâu phải là cả năm lúc nào cũng có. Nó lâu lâu và nó phải có hiện tượng từ gió rồi từ mưa từ tất cả khí hậu này nọ nó mới hình thành được cơn bão. Còn những bộ phim như tụi em đây, tụi em cố gắng làm sao để có những trận mưa thật là tốt, thật là tốt cho cái người điện ảnh. Thì em á thì là chỉ muốn là làm những cái vai nó thật là hay, làm hết sức mình. Khi mà bộ phim nó không hay nhưng mà người ta coi cho tôi ôm tôi đã làm hết mình rồi đó, là vậy là em vui rồi, em không cần thiết là phải sợ cái tên tuổi mình như thế nào. Dạ tại vì trước sau thì em cũng phải xuống tên trong vài ngày đó mỗi lần em chỉnh lại thôi chứ không có xuống. Kiểu tôi cũng hy vọng rằng cái phim Em Chưa 18 là cơn bão nhưng mà lật mặt ba là một cơn động đất sang chấn chấn động gì đó, rất là nó có một cái khía cạnh khác. Dạ chắc hỏi cô gái xinh đẹp hoặc chàng trai xinh đẹp kia, hai người đó chắc tương lai là vợ chồng. Trước đây thì em không có coi phim Lật Mặt 1, thì em coi phim của anh Hải đầu tiên là phim Lật Mặt 2. Thì khi mà coi phim Lật Mặt 2 xong rồi em mới quyết tâm là phải tìm phim Lật Mặt 1 để coi Lật Mặt 1 luôn. Coi hai phim xong thì đến khi mà anh Lý Hải có lời mời em lên casting thì em hào hứng và nhận lời ngay. Thì khi mà xong casting xong rồi em cũng rất may mắn khi mà được anh chị chọn để diễn một trong ba nhân vật trong bộ phim này. Ba nhân vật là bốn nhân vật xuyên suốt. Và trong cái bộ phim này có một, như mọi người lúc này thấy là em có chỉ trỏ tay chân này kia tùm lum hết. Thì đấy cũng là một cái khó khăn của em, và có thể là vừa là khó khăn của em nhưng mà cũng vừa là cái lợi của em với DND khi mà tham gia cái bộ phim này.